bánh canh, bánh canh xích lô các bạn ạ. Bánh canh bán trên một chiếc xe xích lô luôn. Để ông anh trong đó nói là xe ông mang vô được, ngay hẹp. Bao nhiêu hết anh? Dạ 30 ạ. Ba tô. Ba tô hả? Ba tô 90. Rồi để đây. Bánh canh này đây là bánh canh giò heo với chả cá anh hả? Đúng rồi em. Có giò heo không? Bỏ giò heo đi. Dạ giò heo, chả cá, riêu đầy đủ. Em ơi. Vô bè có muỗng, vô bè có đồ đũa. Anh vô trong khách sạn anh này. Không. Ừ vô ở ngoài, ở ngoài chứ không rồi. Anh ngồi rồi xong rồi. Vô nó bỏ tô rồi cho anh ăn vô. Tô giấy với em à. Hello. Bè cái. Quán mình là bắt đầu giờ mấy giờ là anh giờ anh? À 9 giờ em. Anh bán đến mấy giờ? 9 giờ là anh bán tới 2 giờ 2 rưỡi. Rồi, bán 9 giờ bán đến hơn 2 giờ sáng rồi nha. Cái nồi bánh canh xích lô này vậy chứ tồn tại rất là lâu ở Nha Trang rồi đó. Người dân Nha Trang gần như nhiều người biết lắm. Được 20 năm chứ anh? Từ cái thời chú bán á. Đúng rồi, có đó em. Dạ, 20 năm rồi đó cả nhà. À, hồi trước là chú bán nhưng bây giờ là chú mất rồi. Bây giờ anh bán. Kết quả đồ bánh canh để trên một chiếc xe xích lô vậy và nấu trên này bán luôn. Đó, đây gọi là bánh canh xích lô ở Nha Trang. À, anh này giờ anh bán thì để bên cái Vincom Nha Trang đấy này nha. Hoặc là mọi người có thể nhìn qua bên kia đường đó, đối diện thành ủy thành phố Nha Trang. Đó, đây là thành ủy thành phố Nha Trang, đường Lê Thánh Tôn. Đây là mình có là xương, riêu, chả, giò. Tất cả đồng giá 30 hả anh? Đầy đủ thì 30. Còn chả không thì 20. Riêu không thì cũng 20. Dạ. Đó, đây là tô 20 nè. Dạ. Tô nhỏ. Đây là cục xíu mại nè, cục riêu nè. Vừa thấy là nước nó vừa sôi á là mình bỏ vô bún nó không có mềm. Dạ. Nhưng mà mình phải bỏ từ từ. Bỏ nhiều quá thì nó đúng nó rồi. Bún bỏ nhiều quá thì nó mềm nó nát. Dạ. Bún này thì nó không nở. Đặc biệt cái là nó không nở. Anh ra mình bán khuya vậy anh? Tại vì hồi xưa, từ hồi xưa tới giờ rồi. Cái thời của ông già cho tới giờ rồi. Giờ mình phải theo thời của ổng. Bây giờ mình còn bán sớm quá. Dạ, đó, có nghĩa là hồi xưa là ba của anh là bán cái khung giờ này rồi đúng không? Đúng rồi, mình bán sớm chứ mình bán
mình bán sớm á, một cái thứ nhất á là quản lý trật đô thị ở đây người ta không có cho bán. Dạ. Mình bán đêm ở đây thì nói chung là có khách địa phương, khách du lịch, rồi người ta ghé người ta ăn. Anh Quang là bây giờ là nối nghiệp cái xe bánh canh của ba của anh để lại. Trời, xe lành này có một tô như gì nè. Dạ, 20 giờ là 30.000. Dạ. Đúng rồi. Xương nạc hả? Hay là chị ăn bình thường? Ăn chả, bánh canh chả. Rồi rồi, bánh canh chả. Ba ba mét mét Facebook hả? Facebook hả? Ủa vậy ba phần cô cũng không chịu ăn. Dạ rồi chị. Một phần có giò. Một phần có giò, một phần không có giò. Rồi ok chị. Dạ. Một phần có giò hai phần. Không giò. Tất cả là ba phần đó. Dạ dạ, tất cả là ba phần. Đây của ông Tây. Kênh của mình là nhiều lượt xem không em? Dạ, cùng tùy theo video của anh à. Dạ. Để biết ngõ anh vô anh. Dạ, anh bấm Hảo Vi cái là theo dõi anh. Bấm đăng ký á. Rồi rồi, để vô anh theo dõi. Khi nào có video mới là kênh nó báo cho mình. YouTube rồi, rồi, báo cho biết mình. Rồi, rồi. Quán bánh canh này là trước đây là chỉ có là khách là bưng ngồi ghế đầu nhỏ nhỏ ăn thôi, nhưng mà sau này anh Quang thì có thêm mấy cái bàn rồi để cho khách ngồi ăn cho nó thuận tiện xíu, chứ hồi xưa chủ bán là không có bàn luôn đó anh ha. Rồi đúng rồi. Dạ. Ở về Nha Trang thì ăn bánh canh chả cá Nha Trang này nè. Ở nhà anh thì cũng làm chả cá luôn. À vậy đó. Ừ, có khách nào ăn thì cứ giới thiệu cho anh. Chả cá như vậy là một ký của nó là tầm cỡ chừng 9 miếng. Dạ. Một miếng của nó là tuần này. Dạ. Đó. Đặc biệt là anh làm bằng cá không? Cá liệt với lại nói chung là cá liệt sứa với cá thu ảo. Cá thu ảo luôn hả? Ừ. Một ký của nó có mấy miếng à? Dạ. 7-8 miếng hoặc là 9 miếng. Ký là nhiêu tiền anh? Một ký như vậy là anh bán bình quân là 160.000. Dạ. Đó. Rồi anh Quang có số điện thoại không? Có chứ. Chứ anh nói cho bán cá mà anh có số điện thoại. Rồi rồi. Số điện thoại đi. Rồi số điện thoại của anh là 0562 rồi 109 rồi 443. Dạ. Nghe rõ không ạ? Số điện thoại của anh Quang thì mình có thể gọi điện nghe. Đây, một ký của nó là 9 miếng, một dạ. Miếng như vậy. Này làm miếng thử đi. Dạ, nè nè, rồi làm miếng thử đi. Rồi, trời ơi, dạ. Để review anh là review anh. Phố anh. Dạ. Hôm nãy có làm quán mình rồi có là ấy không? Quán nào anh nhờ? Quán cơm miếng cạn đó. À, không em chưa quay. Quay rồi mà, có quay rồi mà. Không, vậy chắc anh nhầm rồi đó. Dạ, cảm ơn anh ha. Mai ghé lại quay em. Dạ, mai em đi luôn rồi anh. Dạ, sáng sớm em đi rồi, cảm ơn anh, vừa có dịp khác em ghé. Ok. Dạ, dạ. Có gì alo, 0 8 9 8 9 3 5 7 8 9. Dạ. Đến em Quân nha. Dạ.
nói chung là mình làm bằng cá. Dạ. Không có, nói chung là không có chất bảo quản. Dạ. Không có hành thi, không có gì hết. Dạ, cá ngon lắm rồi nha. Anh ướp thấm lắm. Đây cả nhà, đây tô bánh canh, bánh canh chả cá, bánh canh chả cá xích lô ở Nha Trang. Hôm nay trời mưa, Nha Trang đang mưa. Tô bánh canh nóng hổi, ban đêm mà mình ăn được cái tô bánh canh nóng này ngon nè. Mưa là về bấn chạy, mưa to. Mưa mình phải bưng chạy đi kiếm cái chỗ luôn. Chỗ thủ mưa cực khổ vậy á. Đó, bưng lên đây ngồi ăn nè. Bánh canh bưng tô phải chạy vậy đó cả nhà. Đó. Tại trời mưa hết rồi, Nha Trang nó đang mưa. Hồi xưa á, ba của anh Quang là bán theo kiểu mà bưng tô ngồi ăn vậy này. Khách là phải ngồi ăn, không có bàn ghế. Khách cũng phải đều bưng hết, bưng chạy mưa. Dạ. Bánh canh chạy. Đó, nói chung là tô bánh canh mình ăn ban đêm cũng ngon lắm cả nhà, nóng hổi. Mà tô về 20 ngàn thôi. Đây là bánh canh Thảo ăn bánh canh chả cá. Chả cá ở đây cũng ngon. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Thôi sao anh. Thanh đồ ăn cho hết cái tô bánh canh tại vì trời đang mưa.